Khoảng một tháng nay, theo ghi nhận tại khoa nhi của các bệnh viện như Sanh Pôn hay Bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng trẻ nhập viện do mắc các bệnh đường hô hấp tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết lạnh. Một số trường hợp bệnh nhân có sức đề kháng kém bị bội nhiễm viêm đường hô hấp dưới gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi, đặc biệt là ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Nếu không được xử lý kịp thời có thể gây suy thở, sốt cao, co giật hoặc nhiễm trùng máu, thậm chí gây tử vong. Cái dấu hiệu để nhận biết bệnh đường hô hấp, cái đầu tiên quan trọng nhất đó chính là trẻ có cái dấu hiệu ho này. Thế ngoài ra thì trẻ có thể sốt, thế rồi thì đêm ngủ, thậm chí là khò khè, khó thở. Khi trẻ xuất hiện những cái triệu chứng mà nặng lên, ví dụ như là trẻ sốt cao liên tục trên 39 độ 5, trên 40 độ mà không giảm được cái cơn sốt, hoặc là cái tiếng ho của trẻ xuất hiện là tiếng ho nặng hay có dấu hiệu là tím môi, thế rồi cánh mũi phập phồng, thế rồi chúng ta để ý cái hõm ức cũng như để ý trên chỗ cổ mà thấy khi trẻ thở cứ phải rít vào và nó lõm vào mũi nó phập phồng, thì đấy là những dấu hiệu của trẻ khó thở bắt buộc chúng ta phải đưa trẻ đến bệnh viện. Bác sĩ cũng khuyến cáo khi phát hiện các dấu hiệu bệnh trở nặng, cần đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời. Tuyệt đối không tự ý cho trẻ dùng thuốc hoặc điều trị theo sự chỉ dẫn của những người không có chuyên môn.